Bạn đang nghe chương trình Tỉnh Nguyện Hàng Ngày trên Quanh Quay Radio với những bài học từ lời Chúa qua kinh nghiệm sống hàng ngày của nhiều tác giả dựa theo tài liệu CBN Devotional Daily. Ao ước bạn sẽ được tươi mới trong hành trình theo Chúa mỗi ngày. Chúa của chúng ta là đấng tuyệt vời, đến nỗi mọi tạo vật đều hướng về Ngài và dâng vinh quang cho Ngài. Kinh Thánh nhắc nhở chúng ta rằng nếu chúng ta không ngợi khen Chúa thì đá sẽ cất tiếng rêu vang. Vậy nên là con cái Chúa, chúng ta được mời gọi phải mạnh mẽ tôn vinh, chúc tụng Ngài. Hôm nay, ngày 27 tháng 4 năm 2023, chương trình Tỉnh Nguyện Hàng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm lời Chúa với tác giả Nia Taylor qua chủ đề Đừng để đá kêu to hơn mình. Bạn đang gặp khó khăn về một lĩnh vực nào đó trong đời sống và bạn cảm thấy đời sống ngợi khen thờ phượng của mình dường như mất lửa. Tôi đã cầu xin Chúa rằng, Chúa ơi, con biết con đã không tôn vinh Ngài như đáng phải có. Con biết con có thể vươn tới vị thế cao hơn nữa trong đời sống thờ phượng. Xin đừng để đá kêu to hơn con. Phúc âm Luca có chép rằng, lúc đến gần dốc núi Ô-liu, cả đoàn môn đồ bắt đầu mừng rỡ và ca ngợi Đức Chúa Trời về tất cả những việc quyền năng mà họ đã thấy. Họ tung hô, chúc tụng vua nhân danh Chúa mà đến, bình an ở trên trời và vinh quang trên nơi chí cao. Có mấy người Pha-ri-si ở trong đoàn dân đông nói với Ngài, thưa Thầy, xin quở trách các môn đồ Thầy. Ngài đáp, ta bảo các ngươi, nếu họ nín lặng thì đá sẽ kêu lên. Luca chương 19, câu 37 đến câu 40. Có những lúc tôi cảm thấy chết lặng và thật khó để có thể kêu lên với Ngài. Cảm giác như ma quỷ đang cầm giữ môi miệng của tôi. Tôi biết Chúa có thẩm quyền trên những tình huống khiến tôi suy sụp. Ca ngợi là sức mạnh của tôi. Và khi sức mạnh ấy mờ nhạt, tôi phải dâng lời ngợi khen Chúa ngay cả khi phải ép xác thịt mình kêu lên. Tôi thấy có những sự thực hành khá hữu ích với mình trong đời sống thờ phượng. Đó là nghe nhạc, đọc thi thiên, cất tiếng hát lên những bài hát xuất hiện trong tâm trí và ngợi khen bằng những bài hát cụ thể phù hợp với hoàn cảnh của tôi. Tôi sẽ không để người Pha-ri-si hay những người tiêu cực ngăn cản tôi cất tiếng ca ngợi hoặc nói những điều chống nghịch lại tôi. Tôi sẽ không để họ bịt miệng tôi. Bạn cũng đừng để họ bịt miệng bạn. Đừng để những suy nghĩ tiêu cực của ma quỷ ngăn cản bạn ca ngợi ngay cả khi bạn đang cảm thấy thật khô khan. Hãy mở miệng và cất tiếng kêu cầu Chúa. Lời Đức Chúa Trời có năng quyền khiến người ta sống lại từ cõi chết. Còn lời nói của bạn có sức mạnh để ca ngợi Chúa trong tình huống tồi tệ nhất. Đức Chúa Trời là đấng đáng để chúng ta ngợi khen. Thân mời chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy cứu Chúa của con, dù đời sống có những thăng trầm, nguyện xin Chúa mở môi miệng con để con có thể cất tiếng ca ngợi Ngài mọi lúc mọi nơi vì danh cao quý của Ngài đáng được ngợi khen. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Quý tín giả thân mến, bạn có thấy Chúa tuyệt vời và tốt lành với bạn hay không? Nếu Chúa đã không ngừng ban ơn cho bạn, thì bạn cũng hãy reo mừng và tôn vinh Ngài mọi lúc, mọi nơi, trong mọi hoàn cảnh. Hãy biết rằng Chúa luôn lắng nghe mọi lời cầu nguyện và tôn vinh của bạn. Hãy để tiếng nói của bạn reo vang và lan tỏa tinh thần thờ phượng Chúa đến với mọi người xung quanh. Xin dâng lên lời tạ ơn Chúa, ban ơn yêu thương tràn muôn lối, đành cam hy sinh thân bao của Ngài chịu hình thay thế người, đem ơn vui cho mọi dân trên đất, ôi ơn cao sâu Ngài khôn xiết. Con dâng lên Cha cao quý ngàn lời cảm tạ ơn Thiên Chúa. Ôi tình yêu của Ngài bao la mênh mông lại lãng tuôn
tràn, nguyện mọi con hát vang tôn vinh Giêsu khắp nơi, truyền giao ơn thứ tha cho muôn dân đang đau đớn thơ phòng, trọn đời con kính dâng Giêsu. Cho mọi dâng trên đất, ôi ơn cao sâu Ngài khôn xiết. Lòng con dâng lên Cha cao quý, ngàn lời cảm tạ ơn Thiên Chúa. Ôi tình yêu của Ngài, bao la mênh mông lai lắng. Nguyện mọi con hát vang tôn vinh Giêsu khắp nơi, truyền giao ơn thứ tha cho muôn dân đang đau đớn thất vọng, trọn đời con kính dâng Giêsu. Quý thính giả thân mến, chương trình tỉnh nguyện hàng ngày thật vui được đồng hành cùng quý thính giả khắp nơi trong hành trình theo Chúa mỗi ngày. Tôi biết quanh quay khoảng được hơn 2 năm và hầu như ngày nào tôi cũng nghe chương trình tỉnh nguyện từ One Way Radio, và qua cái chương trình thì Hậu cảm thấy là rất được khích lệ. Mặc dù ở nước Úc xa xôi nhưng mà cảm thấy được rất là khích lệ. Mỗi khi đi làm, đi trên xe, đi làm thì cũng nghe được lời Chúa qua tỉnh nguyện radio. Thì thông qua chương trình xin cảm ơn anh chị em trong One Way Radio đã bỏ lòng, bỏ công sức ra để cho mọi người nghe được, để mà ít nhất là con cái Chúa đã tin Chúa thì tiếp tục vững bước theo Chúa, mặc dù cuộc sống rất là khó khăn, cũng như những người khác nghe đến và cũng mềm lòng và cũng trở lại để mà đầu phục Chúa. Và tôi ao ước rằng trong tương lai có thể là sẽ dâng hiến cũng như hỗ trợ One Way Radio để cho cái tiếng nói về Chúa sẽ được rộng rãi, được nhiều con cái cũng như những người chưa tin Chúa được biết đến Chúa. Xin cảm ơn chương trình. Thật cảm ơn Chúa khi gia đình được ở trong lời Chúa. Lời Chúa trong chương trình ngày hôm nay cảm động quý thính giả điều gì không? Hãy cậy ơn Chúa
và bước đi trong năng quyền của Ngài để thực hành điều Chúa nhắc nhở nhé. Và hãy chia sẻ cùng chương trình những kinh nghiệm tươi mới của quý vị. Thân chào và hẹn gặp lại!